Hello, lại Trọng đây. Trọng công bố cái giải thưởng của ngày hôm qua và có nghĩa là mình đăng từ hôm qua. Hôm nay mới công bố ngày mùng 9 tháng 3. Thì kết quả ai đoán đúng đầu tiên thì bây giờ anh em theo mình để xem ai đoán đúng đầu tiên anh em nhé. Thì đây này. Thì đây. Đây là anh em này. Cái anh em nhé, vào cái sắp xếp này. Sắp xếp này. Anh em bấm vào sắp xếp mới nhất, có nghĩa là đây ban nay mình bấm rồi nên là những ai đây 4 phút trước này, những ai bình luận trước đó 24 phút trước này, 26 phút trước này, có nghĩa cứ ai bình luận sớm nhất thì nó sẽ nằm bên trên đầu, nằm cuối cùng, có nghĩa bình luận mà đầu tiên hôm qua thì sẽ nằm trên đầu, thì bên em sẽ kéo xuống anh em theo dõi nhé. Em kéo xuống đó, bây giờ kéo xuống lần lượt cuối cùng, nếu mà là nếu mà xuống cuối cùng, nếu là người cuối cùng thì là em sẽ kéo ngược lên về 73 anh em nhá, 73 thì bây giờ em sẽ kéo lần lượt lần lượt lần lượt. Cũng rất cảm ơn anh em đã ủng hộ, cũng rất nhiều bình luận một một cơ số bình luận này cháu mới lâu hơn hơn gần 2.000 bạn, gần 2.000 bình luận bạn. Ai đây Dương Phạm luôn luôn ủng hộ Đỗ Trọng bình luận thì ok không về rồi. Cảm ơn thấy đâu nhỉ. Nhiều anh em nhiều bình luận quá lên này, chắc là hơi lâu. Chờ một chút xíu, kéo lâu quá. Hơi mỏi tay. Nói chung là lâu quá. Anh em biết theo dõi để con biết công bố ngày hôm nay là ai được nhận được giải nhé. Cố gắng theo dõi một chút xíu. Chưa thấy đâu, một ngày trước đây rồi, bây giờ phải gần tới á, một ngày trước gần tới á, tại vì đang chiều tối qua, chiều tối hôm qua, à còn lâu lắm, vẫn chưa hết được, nguyên hôm qua đang đến tầm chiều tối đang nhìn mấy à, lúc tối tối tầm 8 giờ nhìn mấy đăng ký, à nhìn mấy bình luận. Cũng nhiều ấy. Tôi lâu.
ok đây rồi. Ok đây rồi. Đây, anh em này. Từ đây anh em nhá. Từ đây. Đây, từ người này hất lên. Đó, thì bây giờ em sẽ kéo trả lại. Ai là bình luận đúng đầu tiên là người đó sẽ được nhận em buổi đầu tiên. Và ai là người thứ hai, người đó sẽ là người nhận được buổi thứ hai. Đây, anh em ạ. Kết quả đây. Đây. Kết quả đây nào. Ok. Kết quả đây. Miền Bắc nhá. 73. Để đặc biệt. Ok. Đây. Em sẽ kéo lần lượt. Lần lượt từ trên xuống, từ dưới lên trên thì biết rồi. Cậu này quá đen này. Lại là 63 chứ không phải 73. 63. 73 thì có phải tốt không? Và hỏi cậu này đen nữa này. 37 chứ không phải 73. Quá đen cho cậu. Rồi xem. Ông nào. Chưa thấy ai chúng. 4321 09 các kiểu. À, sợ đây rồi, ok đây rồi. Quốc Nguyên. Đây anh Quốc Nguyên này. Em sẽ trả lời luôn nhá. Ok, trả lời luôn. Anh tên là gì? Anh tên Quốc đúng không? Ok, em sẽ bình luận là cho em xin số điện thoại. Số điện thoại. Ok. Cho em xin số điện thoại đây. Để em liên hệ. Liên hệ. Để em liên hệ. Ok. Đây. Quốc Nguyễn. Phản hồi nè. Ok. Rồi. Xem lời thứ hai nhá. Người thứ hai. Người thứ hai là ai? Người thứ hai là ai? Ta khép con cửa đây. Bảy bảy thu có 73. Em xin phép nghe máy một chút để vào từng tí nghe máy đây. Chưa thấy 73 đâu. 74 chưa 73. Ok, người thứ hai là ai? Người thứ hai là ai? Người thứ hai là ai? Đây rồi. Ok đây. Tú Vi. Ok, người thứ hai. Ok. Bình luận chặt phản hồi cho mình. Từ từ anh em. Unlucky. Cho mình. Mình xin số điện thoại. Ok. Bạn là người may mắn. Người may mắn. Ok, phản hồi. Tiếp tục. Là ai đây? 7
Cậu này là 37 rồi về ba. Lần lượt, phải lần lượt mới được. 71 72, ui hồi. Ai ba cái 72 liền chứ không phải 73. Ba 37, cậu này 37 chứ không phải 73. 74 chứ không phải 73, ui lại 37. Lại 72, 72. Sao lắm 72 thế? Không thấy 73 đâu. Nào người thứ ba may mắn là ai? Chưa thấy đâu anh em ạ. Chưa thấy đâu. À đây rồi. Nam Phương. Ok. Em trả lời Nam Phương. Cho mình xin số điện thoại. Ok. Ok. Người thứ ba nhá, anh em nhá. Người thứ ba xem tiếp theo còn ai nữa không. Đây lại tiếp tục này. Tuân Phạm, nhưng mà để xem ba người kia tình hình có đường xe gửi hoa thì em lại tiếp tục em tìm tiếp. Ok anh em nhá. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi và luôn luôn ủng hộ trong thời gian qua. Đó, em đã công bố được ba người nhá. Ok.